kênh Bản tin 24 giờ xin chào các bạn, hãy nhấn đăng ký và like để cập những tin tức mới nhất trong ngày. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Cộng hòa Séc, Đan Mạch, 23 giờ ngày mùng 3 tháng 7, quyết đấu vì tầm vé bán kết, Đan Mạch được đánh giá cao hơn ở trận tứ kết Euro 2020, tuy nhiên Cộng hòa Séc đã sẵn sàng làm nên lịch sử trong trận quyết đấu trên sân Olympic, Baku, Azerbaijan. Ấn F5 để liên tục cập nhật Thủy Anh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.